quý vị, vua chơi lan, quan chơi trà. Nếu trước kia hoa lan được coi là thú chơi tao nhã thì nay nó còn có thể khiến cho quý vị sa vào nợ nần, thậm chí là phá sản trắng tay chỉ sau một đêm nếu đầu tư sai cách và lan đột biến. Sau những hồi chuông cảnh báo liên tục được gióng lên, đã xuất hiện nhiều vụ lừa đảo lan đột biến bị phát hiện với những con người thật, việc thật và số tiền mất hoàn toàn thật. Đầu tháng 4 đến nay, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của 7 người phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh tại xóm chợ thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để mua bán lan đột biến. Ngày 12 tháng 4, chủ vườn lan Nguyễn Hà Thanh đã đến cơ quan công an để trình báo. Người này thừa nhận đã nhận 14 tỷ đồng của 7 người trình báo. Tuy nhiên, hai bên thống nhất đến tháng 6, tháng 7 năm 2021 mới giao nhận lan. Sau khi tiếp nhận thông tin thì công an huyện cũng đã khẩn trương tổ chức xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ cái vụ việc theo báo chí phản ánh. Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp kiểm đếm số lan tại vườn lan Hà Thanh và xác định toàn bộ số lan đã đặt hàng đều có ở vườn. Sẽ cần có thời gian để cơ quan chức năng kiểm định xem đây có đúng là lan đột biến hay nuôi cấy mô. Bởi thực tế, khó có thể phân biệt được hai loại lan này chỉ bằng mắt thường. Nếu sử dụng phương pháp nuôi cấy mô chỉ trong 6 tháng hoặc 1 năm, từ một cái cây mà đột biến như này, có thể ra được hàng vạn cây khác nhau. Cái phương pháp nuôi cấy mô hoàn toàn giữ được đặc tính di truyền của cây mẹ. Khi cây mẹ có màu hoa thế nào, thì cây con cũng đúng màu hoa, hình dáng hoa và tất cả các đặc tính di truyền như vậy. Từ việc tách mô từ cây mẹ, có thể nhận ra hàng vạn cây có mặt hoa tương tự. Đây cũng là kẽ hở để nhiều đối tượng lừa đảo lợi dụng trục lợi. Ngoài ra, hiện nay nhiều đối tượng vẫn tiếp tục lợi dụng mạng xã hội, sử dụng các chiêu trò để làm nóng thị trường lan đột biến. Các cơn sốt này là đều do một nhóm người tạo ra kịch bản và sau khi đã chiếm đoạt khoản tiền lớn thì họ sẽ rút. Và khi ấy cơn sốt nó vỡ vào bóng thì khi ấy rất nhiều người là những người đầu tư không chuyên nghiệp, không có tiềm lực về tài chính, không có kiến thức về kinh doanh, không nắm chắc luật pháp và mất cảnh giác hoặc quá tham lam. Thực tế hiện nay, giao dịch hoa lan đột biến luôn đánh vào lòng tham của một số bộ phận người dân. Trong khi đó, đây là những giao dịch dân sự, thuận mua vừa bán nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Lan đột biến làm dậy sóng thị trường cây cảnh trong thời gian vừa qua, với những vụ PR giá trên trời từ vài chục thậm chí tới vài trăm tỷ đồng một giỏ lan đột biến. Nhưng theo cách nhìn của các chuyên gia, những nhà báo có nhiều năm theo dõi thị trường này, thì nguy cơ vỡ bong bóng lan đang ngày càng hiện hữu. Và điều này tương tự như là bong bóng hoa tulip đã từng xảy ra tại Hà Lan, khi mà giá hoa tulip từ giá là cả triệu đô chỉ xuống còn $1 một cây như là hiện nay. Để giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này, bản tin nông nghiệp 24 giờ đã mời tới trường quay nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập báo Tạp chí Nông thôn Mới. Xin cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào quý khán giả. Vâng, qua thực tế chúng ta thấy rằng là đã có những nạn nhân kêu cứu khi mà đã phát hiện ra là mình sập bẫy loại hình mua bán bằng niềm tin này và dường như là bong bóng lan đột biến đang vỡ. Nhà báo Hoàng Trọng Thủy nghĩ sao về vấn đề này? Tôi cho rằng là đã bắt đầu vỡ. Vỡ cái thứ nhất là niềm tin của cái người tiêu dùng hoặc là những người trồng lan thì đã bắt đầu nhận dạng rõ ra là những cái cuộc mua bán đó nó chỉ là một sự phô trương và ở trong nội bộ nhằm kích hoạt đến những người tiêu dùng để đẩy nó lên cao hơn. Cái vỡ thứ hai nữa là chúng ta thấy khoảng nửa tháng gần đây thì đã bắt đầu như vậy là giao dịch đã hạ thấp đi, đã giảm sâu rất nhiều. Cái thứ hai nữa là giá trị của cái chuyển nhượng ở trong giao dịch thì chúng ta thấy là nó tụt từ tiền tỷ mà xuống đến như vậy là một chục triệu hoặc cái là vài chục triệu. Thì rõ ràng hai cái dấu hiệu này đã chứng minh rằng cái bong bóng lan đã bắt đầu đi vào đổ vỡ. Nhưng tôi cũng có một cái điều lo. Điều lo là trong cái sự đổ vỡ này thì chắc chắn nó sẽ có những cái sự chuyển hướng sang một cái thủ đoạn mới hoặc là một cái hình thức mới để tiếp tục tạo dựng lại cái thị trường. Và những người cả tin thì rất dễ mắc bẫy. Nhà báo vừa nói là những người cả tin thì thường dễ mắc bẫy. Vậy tại sao lại nhiều người tin vào và mắc bẫy lan đột biến đến như vậy trong thời gian vừa qua? Theo tôi thì nó có 3 lý do. Cái lý do thứ nhất là sự cả tin của người tiêu dùng. Cái sự cả tin này nó chính là cái sự nhập nhằng về mặt kỹ thuật giữa lan đột biến gốc và lan cấy mô từ đột biến ra. Thế rồi là cái sự giả tạo của những cái người làm ở trong các cái vườn lớn.
và do không có kẽ hở về mặt kỹ thuật đó thì người ta rất tin vào, mà cái hình ảnh đó lại được bày ở trên cái mạng thông tin đại chúng khá nhiều. Cái điều thứ hai là tham lam, có nghĩa là đầu tư thì rất ít, công việc thì nhẹ nhàng, nhưng cái giá trị thu nhập thì nó lên đến tiền tỷ. Đặc biệt là những cái thanh niên ở từ 18, từ 20 mà cho đến 32 thì lại rất muốn khởi nghiệp. Thế cho nên là cái tham về làm giàu, nhanh giàu, nhàn hạ, nó đã thúc đẩy cái con người đi vào những cái chỗ ta tạm gọi nó là mờ mắt và hành động sai. Cái điều thứ ba nó là kẽ hở về mặt pháp luật. Thì chúng ta thấy rằng đây là thế nào là lan đột biến, thế nào là cấy mô, sự khác nhau như thế nào giữa ngành trồng trọt. Thế rồi ấy là các cái hiệp hội cây cảnh chưa đưa ra những cái văn bản kịp thời để mà giải thích với lại người dân, cho nên dẫn đến là cái chuyện mua bán và nó đẩy cái giá lan lên, nó đã trở thành khủng, và cuối cùng thì rất nhiều người đã mắc vào cái bệnh này. Vâng, xin cảm ơn về những quan điểm vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Thưa quý vị, ai rồi cũng vào lan thôi, đó là câu nói của những người chơi lan đột biến trong thời gian gần đây. Các đối tượng có cách lôi kéo người chơi tham gia vào các vụ thương vụ đầu tư lan đột biến vô cùng chuyên nghiệp. Trước hết thì chúng đánh vào lòng tham, và sắp tới đây chúng sẽ nhắm đến nỗi sợ bệnh tật của người Việt. Rõ ràng là không phải là tự nhiên mà mấy ngày qua đang xuất hiện tin đồn là lan đột biến có giá trị dinh dưỡng cao còn hơn cả nhân sâm. Lan đột biến lên cơn sốt vì khi xuất hiện, chúng luôn được treo giá với mức vài tỷ cho đến vài chục, thậm chí là cả trăm tỷ đồng một giò lan. Chưa có một cái ban định giá nào để ra là khẳng định là cây này nó là ngần này tiền cả. Đấy, nó rất khó, chỉ có trong làng chơi. Đấy, thì người ta sẽ biết được cái giá đấy. Việc tung hô lan đột biến bằng những con số tiền tỷ này đã hết thời. Thay thế vào đó là sự manh nha của những tin đồn lan đột biến có giá trị dinh dưỡng bằng, thậm chí hơn cả nhân sâm. Các chuyên gia sinh vật cảnh khẳng định chưa có tài liệu nghiên cứu nào cho thấy lan đột biến có giá trị về mặt dược liệu. Tôi đọc tất cả các tài liệu thì thấy là chưa có một cái tài liệu nào trong nước và trên thế giới là chứng minh được là cái lan đột biến của chúng ta là có một cái loại hóa chất đặc biệt, có loại cái dược liệu đặc biệt gì đó chữa được cái bệnh ung thư hoặc chữa được bệnh gì đó, mà bây giờ nó mới chỉ có giá trị về tinh thần, giá trị về thẩm mỹ, giá trị để làm đẹp thôi. Người chơi lan thì quý lan đột biến như vàng, còn không biết chơi thì sẽ coi không khác gì cọng rau muống. Nhưng nếu mà cọng rau muống đấy được tuyên truyền là có thể tốt hơn cả nhân sâm, chữa được bách bệnh thì vấn đề chắc chắn là sẽ khác đi. Trong khi rõ ràng là chưa có một tài liệu khoa học nào cho thấy là lan đột biến là một loại dược liệu, đây có thể chính là chiêu trò làm giá mới đánh vào tâm lý của người dân. Cùng phân tích về vấn đề này thì ngay bây giờ chúng ta lại cùng quay lại cuộc trò chuyện với nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, việc mà lan đột biến được loan tin là tiên dược thì nhà báo nghĩ rằng là sẽ gây ra những cái tác hại gì? Trước hết là tôi cho là nó có ba cái tác hại. Cái tác hại thứ nhất đây là nó làm cho con người nghĩ về lan nhiều và nó trở thành một cái hình ảnh duy trì thường trực ở trong đầu con người. Và khi thị trường có những cái lúc thay đổi thì cái hình ảnh đó nó lại tái hiện lại, và đó chính là cái thời cơ cho những người trồng lan, những kẻ như vậy là tham lam, hoặc là những người mà muốn kích hoạt để tìm ra thị trường thì nó tạo dựng lên được một cái thị trường mới, nó mở rộng hơn từ trồng cây lan, chơi lan trở thành ăn quá bổ, và cái thị trường đó nó càng lớn ra bao nhiêu thì sức tiêu thụ nó càng lớn bấy nhiêu, và sự náo loạn của thị trường cũng lại càng tăng lên. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai nữa là tôi cũng đã từng đọc đến cái từ điển thuốc nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì cũng chưa bao giờ khẳng định những là cái cây lan và họ nhà lan để có cái giá trị dinh dưỡng cao để mà nó trở thành như vậy là trong người chữa bệnh, thì nó sẽ cuốn hút những người mà có bệnh, thế rồi là mua nó và đem vào như vậy là sử dụng cho người bệnh, thì chắc chắn rằng tôi nghĩ là uống nhiều, uống lâu thì chắc chắn nó sẽ có những cái biến chứng rất dễ có thể xảy ra. Cái điều thứ ba nguy hiểm nữa đó là nó tạo dựng lên một cái thị trường mà ở đó con người như vậy là sẽ đổ của, đổ công, đổ sức vào, và cuối cùng thu lại nó trở thành ảo. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta thấy là cái thị trường đó nó náo loạn và đã làm cho như vậy là người tiêu dùng bị mắc bẫy, và càng mắc bẫy thì cái tiền thu được của những người có hành động bất nhân đó thì lại càng tăng lên.
Vâng, đến đây thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để chúng ta tiếp tục cảnh báo với người dân để không tiếp tục mắc bẫy lan đột biến nữa? Có nhiều, tôi chọn ra 3 giải pháp căn cơ nhất. Giải pháp thứ nhất là phải hoàn chỉnh cái hệ thống pháp luật, đó là ngành trồng trọt, ngành y tế phải khẳng định được đây nó không phải là tiên dược như là sách ở Trung Quốc cổ người ta đã viết. Và trên cái cơ sở pháp luật đó, ai buôn bán, ai kinh doanh, ai truyền khẩu thì cái đáng cho đó chúng ta có cái cách như vậy là xử lý bằng những cái định chế nó tốt hơn. Thứ hai nữa là phải tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao cho các chủ nhà vườn, hiệp hội cây cảnh, các cái nhà đông y phải nhận rõ ra được vấn đề này và người ta không làm những cái việc mà nó trái với cái đạo lý của con người, thậm chí tiếp tay cho những cái sự việc tham, và ngăn chặn đó là cái ngăn chặn chủ động nhất. Cái điều thứ ba là tôi cho là các cái ngành ví dụ như ấy là hiệp hội cây cảnh, đông y, y tế, thế rồi là chính quyền của địa phương cần phải có những định chế cụ thể rất rõ ràng đối với những người kinh doanh, đối tượng nào cần phải thu thuế, đối tượng nào cần phải đăng ký, và làm sao ngăn chặn được ngay từ những cái chuyện này thì chúng ta vẫn có thể như vậy là làm cho cái thị trường này nó không có thể như vậy là vươn ra và người chơi lan nó thật sự trở thành cái thú vui và sự tao nhã ở trong cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy.